Rồi, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem là cây dán hương hiện tại ở vườn của mình. Đấy, cây này là nó ra bông cách nay cũng khoảng là rất là lâu nha bà con. Cái thời điểm nó ra bông á, bắt đầu ra bông á. Đấy, thì vài tháng này nó cũng có ra bông đó bà con. Rồi, tới bây giờ thì cây này nó khoảng tầm 5-6 năm thôi. Nhưng mà cái sức sinh trưởng khá là cao bà con à. Đó. Đây, mình sẽ quay cho bà con xem cái gốc của nó nha. Thì nó ra bông cũng được 3 năm rồi, năm nào nó cũng ra hết trơn. Và chúng ta đã khai thác được cái hạt của nó luôn nha bà con. Đó, mỗi năm như vậy thì nó cũng có một điều, cũng có một đợt ra hạt. Và hạt của nó là bà con thấy nè, đây là những cái cây con mà nó ra này, không bà con thấy không? Này, đây những cây con dán hương nha. Ừ. Mấy cây là mấy cây dán hương con nha bà con. Đây. Đó, nhóc hết trơn luôn không? Là từ cái cây dán hương mẹ đó nè, không? Thường là 10 năm chúng ta mới sử dụng, nhưng mà 5 năm thôi mà nó phát sức sinh trưởng rất là cao luôn nè. Nó cho những cái cây dán hương con rất là nhiều luôn nè. Đấy. Thấy chưa? Dán hương ta nói, ôi thằng kia nhóc luôn không? Thằng đó nữa kìa. Đó. Lên khên luôn. Đấy. Mấy cái dán hương con này tại mình bỏ không thử xem là nó phát triển như thế nào nha. Nói chung là phát triển cũng rất là ok, cây nó vẫn tốt nha bà con. Đây, dán hương. Đây rễ nó ra nè, bà con sẽ thấy được rễ đó nè. Rễ rất là dài luôn nha. Cây này đó hả, là mùa mà nó ra hoa là nó đổi bật nhất luôn bà con. Nó bật siêu luôn. Nguyên cái xóm này nếu mà mình bay live cam lên mình sẽ thấy được. Hiện tại nó ra mấy cái hạt ở trên nè bà con, để quay vô con xem nè. Đó. Đây đây. Mấy cái màu đen đen á chính là hạt của nó nha. Đen đen á chính là hạt của cái cây dán hương này nha. Đã sử dụng được hạt rồi đó, để ương được rồi đó bà con. Rất là nhiều luôn nè. Đó. Không, đen đen là đã khai thác được rồi đó, hạt cũng bắt đầu là mình lên là mình hái là cũng được rồi đó. À, bên đây nè. Bên đây cái chỗ này đầy hạt luôn nè. Đây. Đó. Hơi bị sáng đúng không? Rồi. Đấy. Thì cây này hiện tại là cao cũng ngất ngưỡng luôn rồi, mình không biết bao nhiêu mà cao dữ lắm bà con. Bà con có thể thấy nè. Hiện tại nó đang ở mùa có lá nè, có những cái mùa mà không có lá nữa bà con. Bà con thấy mắc cười lắm. Tưởng đâu nó chết mà không phải nha. Nó rụng lá, nó hai lá mới đó. Đó. Còn kế bên có một cái cây dán hương, kế bên có một cây dán hương rồi thấy không? Cây dán hương này trồng sao nên là nó nhỏ hơn tí. Đó, mấy cây này mà cái dán hương hết trơn luôn nè. Còn đây là cây dán hương siêu to của mình. Hoành này hình như bữa mình đo là đúng 100 cm luôn nha bà con. Hoành là cái vòng tròn này nè, cái vòng này là cả 100 cm đấy. Đây, không cái rễ bà con thấy không? Thấy mê chưa? Thấy chích mê, chích mòn mỏi cái bộ thân của nó không? Nó suông lên ha, nó suông rất là đã luôn á. Cái này mà bây giờ mình bán cây này cũng đắt lắm bà con ơi. Cây này dù mình trồng mà trúng ngay cây này thì cái giá nó phải gấp bao nhiêu lần cái cây bình thường đúng không? Cây bây giờ bán cũng rất là ok đó bà con. Cây này chúng ta đợi cây 10 năm nó sẽ phát triển ra lỗi như thế nào nha. Đó, còn 5 năm nữa thôi bà con ơi. Hiện tại giờ chắc cũng có lỗi rồi. Cái dấu hiệu của cái cây mà có lỗi là nó sẽ chảy nhựa ở trong ra nha. Cây này thì mình chưa thấy chảy nhựa, nhưng mà nó đã cung cấp được cái hạt thì chắc chắn là ở trong nó cũng đã hình thành lỗi dần dần rồi bà con ơi. Đó. Nè, ở bên là bà con thấy cái lá là cái lá dán hương nè. Đấy, cái lá dán hương nè. Đấy. Cái lá dán hương ở cây ở dưới thì bà con sẽ để ý nè. Khi mà nó còn nhỏ nè, cái cây này nó cây còn nhỏ nha, nè cái cây này nè, là cây thế này, đó, cây bên đây là nhỏ nè, đó, còn cây bự nha, còn để ý nha, cái lá nè của cái cây nhỏ nè, nó sẽ xanh hơn so với cái cây mà nó đã bự như thế này coi, bự như thế này nha bà con, nè bà con thấy ở trên, lá nó sẽ vàng vàng, ngã vàng, xanh kiểu mà xanh chuối, xanh kiểu lá chuối bà con, đấy, ok ha, để xem ở trên đó được bao nhiêu cành chín nha, 3 cái cành lớn, 3 cái cành lớn và 4-5 cái cành nhỏ bà con. Còn mấy cái cành đó nó sẽ tỉa ra thêm nữa. Đó, từ khúc đó mà lên cành là hợp lý rồi bà con, không sao nha. Đấy, từ khúc đó lên cành là được rồi. Còn mà cái khoảng cách mà dưới 5 mét thì bà con nên tỉa cành để dưỡng cái thân nó lên. Cái cây này mình dưỡng đúng luôn, đúng bài, đúng chất luôn nữa không? Dưỡng cái thân nó lên đã ghê chưa. Một vòng bà con xem nè. Đấy. Rất là ok luôn. Cái cây này á, mình trồng ở cái vị trí đất rồi phải nói là nó cũng, đất này nó cũng rất là có nhiều chất dinh dưỡng nên nó mới hình thành ra được một cái cây như thế này nè. Đang ở gần mé sông nè bà con thấy không? Gần mé sông luôn. Đó. Xung quanh đây thì bà con thấy không, trồng cây mít hay là những cái cây gì đó thì nó phát triển mau lớn lắm. Mấy cây mít này trồng khoảng tầm 5-6 năm chứ gì, nhưng mà nó phát triển cũng mập á, mập mạp. Đấy. Đó, bà con trồng dán hương cũng rất là ok nha. Bên mình thì có bán cây dán hương công trình cho bà con và cây dán hương giống cho bà con. Bà con nào có mua thì có thể liên hệ nha. Đây, đây là lúc trước là mình sử dụng hệ thống tưới bét luôn nè, cho tới bây giờ luôn nè, vẫn sử dụng hệ thống tưới bét cây không, tưới là xung quanh luôn. Hệ thống này thì mình bật lên cái thì nó tự tưới nguyên vườn thôi bà con ơi. Đó là mỗi 2 ngày tưới lần, còn giờ thì nó lớn hết rồi. Với lại ngay mùa mưa đó mình cũng không có cần tưới nhiều đâu. Bây giờ ngay mùa mưa nè, tháng 8 nè, bà con trồng ngay mùa mưa nè, tháng 8 tháng 9 này nè. Ngay mùa mưa là hợp lý luôn. Thì ở đồng bằng sông Cửu Long mình sẽ có một số tỉnh thành sẽ ngập nước vào tháng 9 tháng 10 này, 11 này. Thì cho bà con một cái kinh nghiệm để bà con có thể trồng là khi mà chúng ta trồng cây sưa thì nước nó lên nó xuống thì chúng ta vẫn có thể trồng được nha. Nghĩa là nước lên xong rồi nước xuống thì trong dù 12 tiếng lên, hình như khoảng tầm 7-8 tiếng rồi con, 8 tiếng lên thì nó xuống nó rút lại thì chúng ta vẫn trồng được cây sưa này. Và con thấy là cái cây sưa này nó sẽ có sức sống cao hơn so với những cái số loại cây khác, ví dụ như cây ăn trái hay gì đó, hay là rau màu. Thì cái cây này rất là trâu bò, gọi là con trâu luôn bà con đó. Nên bà con trồng rất là hợp lý nha. Có nhiều bà con hỏi là trồng như sen hỏi cái được không, có nghĩa là ngâm với nước luôn, trồng với nước thì được không? Thì không có được nha bà con. Nước mặn nhẹ nhẹ thì chúng ta trồng được, cái là nước có lên có xuống thì chúng ta mới trồng được nha, chứ không phải trồng như sen là không có được nha bà con. Trồng như sen như bông súng nè là thất bại thua nha, giống như lục bình vậy đó là không có được nha. Đấy. Rồi thì cái bộ rễ của nó nè, lâu lắm rồi mới quay cho bà con xem cái cây dán hương này ha. Hồi này nó bự đã ghê bà con. Tí nữa mình sẽ quay cho bà con xem nguyên cái vườn sưa nhà mình luôn. Đây bộ rễ nè, nó sẽ ra rất là nhiều luôn. Đấy. Đó, nó ra dài lắm bà con ơi. Nó cắm sâu dưới chất nhiều lắm. Bởi vì khi mà khai thác một cái loại cây gỗ quý hay này, ví dụ cây sưa hoặc cây dán hương để chúng ta lấy lõi đỏ bên trong á, thì người ta đào sâu ở dưới rất là nhiều. Đào sâu phải sâu ở dưới để môi được cái rễ lên. Và ở trong cái rễ á, thì cái lõi rất là đỏ nha. Nó khai thác vừa lõi trong thân nè, trong rễ với lại là cả cành cả nhánh luôn. Cành nhánh luôn nha bà con. Đấy. Nhìn cái cây đã chưa. Đấy. Cái cây dán hương á, bà con nhìn cái thân đó nè. Đây nè. Nhìn cái thân mình không biết làm sao mà để phân biệt giữa cây dán hương hay là cây sưa, nhưng mà biết mình sẽ phân biệt được cây sưa, ví dụ như cây sưa trắng, cây sưa đỏ thì mình sẽ có cách để chúng ta phân biệt. Còn cây dán hương thì với cây sưa thì khi mà nó lớn lên thì cái gốc nhìn hình thù rất là giống nhau. Ví dụ như cái cây này nè, cái thân nó sẽ sần sùi đúng không? Sần sùi thì nó sẽ giống như cây sưa đỏ. Còn cái cây sưa trắng á, cái cây sưa trắng thì cái thân nó sẽ thân trơn, nó trơn giống như cái cây dán hương mình lúc nhỏ nè bà con. Nè, mình không phải nói cây sưa trắng nha, mình nói cây dán hương, cây dán hương chứ phải sưa trắng nha bà con. Không bà con đừng có hiểu lầm. À, nó trơn giống kiểu gì nè, đây là cây sưa trắng. Đấy, thấy chưa? Nó trơn cỡ này nè. Thấy nó trơn giống như vậy thì nó là cây sưa trắng nha. Đó, còn cây sưa đỏ thì nó sẽ sần sùi nè, giống như cây dán hương của mình đây nè. Bên kia mình cũng thấy vài cây sưa cũng bự lắm rồi, và cái thân cũng giống như vậy thôi. Đó. Rồi mình thấy cái rễ của cây dán hương đó bà con, khi mà mình trồng á mình cảm thấy cái rễ của cây dán hương nó sẽ nhiều, rất là nhiều ở dưới. Nhiều không phải là chiếm đất của bà con đâu, là tất đất tất vàng đó. Rễ như vậy thì nó tạo cho bà con là lõi ở bên trong rất là nhiều luôn á. Bà con thấy không, nhìn mấy cây dán hương con nè, nhìn thấy mê không nè, cây dán hương con nè. Đó, nhìn đã chưa nè. để xem nó lớn cỡ nào nha. Mình đất cũng mau lớn, thấy cũng mau lớn, mới bữa hổm thấy nó chiếu mà giờ nó bự lên gì nè, thấy nó quá đã rồi đó. Đó, mấy cây dán hương bên đây thì cũng đủ tiêu chí bán cây công trình cho bà con luôn rồi đó, thấy không? Đấy. Rồi ok, thì cảm ơn bà con rất là nhiều. Nếu bà con có mua cây giống dán hương hay là cây sưa đỏ, cây cẩm lai, cây đàn hương bên mình thì bà con có thể liên hệ tới, mình sẽ hỗ trợ cho bà con và miễn phí vận chuyển cho bà con từ 10 cây trở lên nha. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bà con vào các clip sau. Hẹn gặp lại bà con.